Việt Nam hiện có 15 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh. Điều này cho thấy chúng ta đã và đang đóng góp tích cực cũng như nỗ lực cho việc bảo tồn di sản của quốc gia và nhân loại. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng đặt ra vấn đề bảo vệ và phát huy giá trị di sản sau ghi danh. Bởi thời gian qua có không ít vụ việc thực hành di sản văn hóa phi vật thể mà theo nhận định của nhiều chuyên gia là đã làm méo mó di sản khi phá vỡ bối cảnh, thay đổi không gian văn hóa và thay đổi thực hành di sản. Điển hình như tỉnh Bắc Ninh xác lập kỷ lục Việt Nam, nhiều người mặc trang phục quan họ và cùng hát quan họ Bắc Ninh, với hơn 3.000 người tham gia. Trình diễn khăn áo thánh trên sân khấu trường đại học ở tỉnh Thừa Thiên Huế, hay gần đây nhất là tỉnh Cao Bằng xác lập kỷ lục màn biểu diễn hát then đàn tính lớn nhất Việt Nam. Vậy câu chuyện này cần được nhìn nhận ra sao và làm thế nào để không biến thực hành di sản thành biểu diễn di sản? Thưa quý vị và các bạn, di sản văn hóa phi vật thể được xem là một trong những nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, nhất là khi có ngày càng nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể được khai thác, phát huy giá trị, phục vụ cho phát triển du lịch. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đã đạt được, vẫn còn tình trạng khai thác, phát huy giá trị không đúng cách, dẫn đến nguy cơ làm sai lệch không gian thực hành di sản, đặc biệt là biến việc thực hành di sản thành biểu diễn di sản. Vậy vấn đề này cần được nhìn nhận như thế nào là nội dung mà Góc nhìn văn hóa tuần này của chúng tôi muốn đề cập đến. Và để hiểu rõ hơn, chúng tôi đã mời đến trường quay vị khách mời xin được giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, trưởng phòng quản lý di sản văn hóa phi vật thể Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Trước tiên xin được cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời tham gia chương trình Góc nhìn văn hóa của chúng tôi. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, với phóng sự mà chúng tôi vừa nêu phần đầu cũng như lời dẫn mà tôi vừa đề cập đến, thì cái bảo tồn phát huy tính toàn vẹn của từng loại di sản là điều không dễ, nhất là trong loại hình di sản phi vật thể mà có cái tính thiêng ấy. Thì vậy quan điểm của tiến sĩ như thế nào về việc xác lập kỷ lục đối với những cái di sản văn hóa mà chúng ta vừa đề cập đến? Từ góc độ di sản văn hóa phi vật thể thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên tôn trọng trước hết đấy là cái quyền quyết định của cộng đồng. Vậy thì chúng ta nên hỏi xem cộng đồng có thực sự muốn xác lập những kỷ lục như thế hay không. Thế còn đối với văn hóa thì tôi cho rằng không bao giờ có câu chuyện so sánh văn hóa. Và với di sản văn hóa phi vật thể cũng tương tự, sẽ không bao giờ chúng ta có thể quyết định thay cho cộng đồng rằng là di sản nào hay hơn di sản nào. Nếu như anh ở Nam Bộ thì có thể anh thấy rằng là nghệ thuật đờn ca tài tử là hay, là số 1. Thế nhưng mà nếu như anh ở Bắc Ninh thì anh lại thấy rằng quan họ của anh mới là hay nhất. Vậy nên chúng ta không đặt ra vấn đề là chúng ta so sánh cái gì nhất, cái gì hơn, cái gì kém. Đối với tinh thần của Công ước 203 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể cũng đã thể hiện rất là rõ, đấy là không dùng những cái từ ngữ mang cái tính chất gây ra cái sự đố kỵ hay là cạnh tranh. Thế thì việc xác lập kỷ lục 1.000 người hát then, chưa bàn đến đấy có phải là thực hành then hay không. Nhưng ở đây riêng việc xác lập kỷ lục đối với một di sản đã được UNESCO ghi danh thì tôi cho rằng đấy đã động chạm đến tinh thần của công ước, đó là sự so sánh văn hóa. Thứ hai nữa, nó đã gây ra cái sự ganh đua và mâu thuẫn giữa các cộng đồng. Mà trong khi việc đưa di sản vào danh sách của UNESCO đấy là nhằm đối thoại văn hóa, tạo ra được cái sự gắn kết giữa các cộng đồng chứ không phải là sự ganh đua. Tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn phải quay trở lại với tinh thần của Công ước 203 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, đó là hạn chế cái sự so sánh, tạo ra cái tranh chấp, cái mâu thuẫn ở trong cộng đồng, ở chính những cái việc mà người bên ngoài đang áp đặt cho cộng đồng như thế. Theo tiến sĩ, cái nguyên nhân vì sao mà chúng ta vẫn có những sự thiết lập các kỷ lục như vậy diễn ra đối với di sản? Tôi cho rằng nó đến từ rất nhiều nguyên nhân, mà trước hết ai là người đã đứng ra để tổ chức cái sự kiện đó? Vậy thì đó là chính quyền hay là tổ chức sự kiện nào đó? Chắc chắn không phải là cộng đồng. Vậy thì nguyên nhân đầu tiên đó là do chính cái sự háo danh hoặc là muốn khoe ra cái sự hoành tráng của di sản. Mà tôi nghĩ rằng là đối với di sản, đặc biệt là di sản văn hóa phi vật thể, thì như lúc đầu đã đề cập, đấy là không có sự so sánh hơn kém. Có thể nói rằng là vì chưa thật sự nhìn nhận một cách thấu đáo, cũng như là chưa hiểu hết được tinh thần của Công ước 203 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, cho nên mới dẫn đến cái tình trạng như thế. Có lẽ đã đến lúc chúng ta cũng phải thống nhất với nhau cái nhận thức về thế nào là giá trị của di sản văn hóa phi vật thể và thế nào là tiếng nói quyết định của chủ thể di sản
trong tất cả những cái hoạt động liên quan đến bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Vậy thì cái hệ lụy của cái việc mà chúng ta cứ đưa ra những cái kỷ lục Guinness cho các di sản văn hóa ấy, thì nó có mang hệ lụy gì đối với chính với cả cộng đồng đang gìn giữ di sản cũng như đối với cái bản thân cái di sản đấy? Hệ lụy thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhìn thấy rất là nhiều. Chưa bàn đến cộng đồng, nếu như mà vào cái thời điểm đó kỷ lục xòe thái được xác lập thì chúng tôi cho rằng hồ sơ của chúng ta sẽ chắc chắn là sẽ không được Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 203 của UNESCO xét đưa vào danh sách đại diện của nhân loại. Bởi vì là nếu như xác lập kỷ lục như thế, nghĩa là nó không còn tạo ra được cái sự đối thoại của văn hóa, nó gây ra cái sự cạnh tranh, nó gây ra cái sự mâu thuẫn trong cộng đồng. Ngay trong cộng đồng những người thực hành xòe thái và cộng đồng những người thực hành xòe thái ở các tỉnh với nhau, và biết đâu đấy là cộng đồng những người thực hành xòe thái ở những nước, những quốc gia mà có người Thái. Đấy là cái hệ lụy trước hết khi mà hồ sơ của chúng ta đang trình. Còn đối với di sản hay là đối với cộng đồng chủ thể sở hữu di sản thì nó tạo ra cái sự ganh đua không cần thiết. Nếu mà cứ ganh đua như thế thì tôi nghĩ rằng là rất lãng phí về mặt tài nguyên của chúng ta. Quay trở lại cái câu chuyện ban đầu khi chúng ta đang bàn đến, tiến sĩ có nói đến một cái ý mà tôi đặc biệt quan tâm, đấy là chúng ta cần nhận diện cũng như là cần hiểu rõ về cái khái niệm thế nào là di sản văn hóa phi vật thể cũng như là vai trò của cộng đồng trong việc gìn giữ, bảo vệ những cái di sản đấy. Tiến sĩ có thể phân tích cũng như nói rõ hơn về cái giá trị cũng như là cái vai trò của cộng đồng đối với di sản văn hóa phi vật thể mà chúng ta đang bàn đến ạ? Tôi nghĩ rằng là đấy cũng là một cái vấn đề đấy. Bởi vì hầu hết chúng ta chưa thực sự hiểu đúng thế nào là di sản văn hóa phi vật thể, mà đâu đó vẫn còn có những cái sự nhầm lẫn giữa di sản văn hóa phi vật thể với những cái giá trị tinh thần. Gần đây thì UNESCO cũng đang dần dần thay đổi cái thuật ngữ di sản văn hóa phi vật thể và họ sử dụng ngày càng nhiều thuật ngữ di sản sống. Chúng ta đồng nhất một cái nhận thức với nhau, đấy là di sản văn hóa phi vật thể là những biểu đạt văn hóa hay là những thực hành văn hóa có được thông qua cái sự nỗ lực của cộng đồng trong việc thích nghi với lại môi trường sống, thích nghi với điều kiện tự nhiên và hoàn cảnh xã hội. Thế thì dần dần hình thành trong họ những cái thực hành, nói chung có thể là những thực hành liên quan đến sản xuất, có thể là những thực hành liên quan đến lao động hay là những thực hành liên quan đến đời sống tâm linh, vân vân. Và chúng tôi trong cái ngôn ngữ chung ở lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể thì chúng tôi gọi đó là những thực hành văn hóa hay là những biểu đạt văn hóa và được cộng đồng kế thừa bằng một cái sự tự hào về bản sắc của họ. Họ cũng gạn đục khơi trong và những gì là thực sự có giá trị với họ và với cộng đồng của họ thì họ sẽ tự động kế thừa. Và họ cứ trao truyền như thế một cách hết sức tự nhiên ở trong chính cộng đồng họ. Và nó trở thành những cái giá trị chúng ta vẫn thường gọi có thể đấy là những tập quán xã hội, những truyền thống văn hóa hoặc là những nghi lễ, những lễ hội truyền thống hay là nghề thủ công truyền thống vân vân. Thế thì đó đều là những cái thực hành mà được biểu hiện cụ thể qua những cái hành động của người nghệ nhân hay là người nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể. Và vì đó là những thực hành như là cơm ăn áo mặc hàng ngày của họ, như là máu thịt của họ, thế cho nên là họ là người giữ những vai trò rất là chủ chốt trong việc tiếp tục duy trì hay trao truyền nó như thế nào. Họ cũng là những người có quyền được quyết định bảo vệ nó ở cái mức độ nào, cũng như là những yếu tố mà họ cần bảo vệ, những yếu tố họ cần phát huy. Bởi vì di sản đó hay là những thực hành văn hóa đó là có giá trị đối với chính cộng đồng của họ, cho nên là họ cần đến nó hay không thì họ sẽ tiếp tục bảo vệ và tiếp tục phát huy. Lần nữa chúng ta lại phải khẳng định đấy là cái vai trò của cộng đồng đối với di sản cũng như là giá trị của di sản đối với chính cộng đồng sở hữu di sản đó. Đối với những cái nghệ nhân, những cái người mà nắm giữ di sản mà họ không chân chính thì sao? Thì chúng ta quản lý cái việc đấy như thế nào? Nếu như mà họ sẵn sàng cho mượn tài sản của họ, cho mượn di sản của họ để người khác trục lợi và biến tướng cái di sản đấy. Chúng tôi thì vẫn thường gọi đùa với nhau rằng những người như thế đó là những nghệ nhân không có bản lĩnh hay là những cộng đồng không có bản lĩnh để giữ gìn di sản của mình. Bản thân chúng tôi cũng rất muốn là có thể điều chỉnh ở trong luật di sản văn hóa cũng như là những văn bản dưới luật, và chúng tôi cũng có đưa vào dự thảo nghị định. Tuy nhiên thì nghị định vẫn chỉ là đối với những di sản sau khi được UNESCO ghi danh cũng như là sau khi được đưa vào danh mục quốc gia, và mong mỏi của chúng tôi đấy là có thể điều chỉnh được chung ở trong dự thảo luật di sản văn hóa để những người thực sự là nắm giữ tài sản, nắm giữ hồn cốt dân tộc, ít nhất trước hết là của cộng đồng họ, nhưng mà lại không gìn giữ được đúng mực cái tài sản đó thì đấy là điều rất đáng tiếc. Thì chúng tôi cũng mong là có thể đưa vào trong dự thảo luật để có thể điều chỉnh được những cái hành vi tương tự. Nhưng tôi nghĩ rằng là xử phạt có lẽ đấy là biện pháp sau cùng,
Còn trước hết thì chúng ta cố gắng để làm sao nâng cao nhận thức được hơn nữa cho chính những chủ nhân của di sản, để họ bảo vệ được di sản cũng như là tài sản của cha ông họ một cách tốt nhất. Theo tiến sĩ thì cần phải nhìn nhận như thế nào để những cái thực hành di sản nó không biến thành những cái trình diễn di sản? Mọi người không hình dung đó là một di sản sống. Mọi người chỉ nhìn thấy rằng đấy là có thể những điệu hát, những bài bản múa, những cái sản phẩm thủ công. Ví dụ như là đối với hát then và tính tẩu chẳng hạn, thì người ta chỉ nhìn thấy rằng là người nghệ nhân cầm cái tính tẩu đấy lên sân khấu hát vân vân. Còn người ta không hiểu rõ được rằng đó là những cái thực hành văn hóa được biểu hiện hàng ngày, phục vụ cho chính đời sống của cộng đồng. Thế cho nên nó mới là di sản sống. Từ cái góc nhìn của người ngoài cuộc nhìn vào những cái biểu hiện văn hóa đó hay là những biểu đạt văn hóa đó, cho nên họ nghĩ rằng là họ có thể sử dụng, họ cũng có thể phát huy di sản của cộng đồng theo cách của người bên ngoài. Tôi nghĩ rằng là cái việc mà nhìn giá trị di sản của cộng đồng từ cái góc nhìn của người bên ngoài như thế, nó sẽ mang đến cho di sản những giá trị khác. Bởi vì bản thân di sản nó có những cái vai trò và chức năng xã hội khác. Đấy là những vai trò và chức năng xã hội đối với chính cộng đồng. Tôi lấy ví dụ như thế này: nếu như hai người nam nữ hát tỏ tình giao duyên với nhau trong một cái bối cảnh, đấy là thực sự trong cộng đồng họ, họ vẫn có cái truyền thống là nam nữ thì là tán tỉnh nhau theo cách hát giao duyên như thế, thì đó mới chính là cái bối cảnh của di sản và nó có cái chức năng đấy. Thế nhưng nếu như ngày hôm nay đặt ở đây hai người mà nói rằng là anh chị hát giao duyên đi để cho khán giả truyền hình xem, thì nó đã mang một cái chức năng xã hội khác. Đấy là hát để biểu diễn cho khán giả xem, chứ không phải là hát để tìm hiểu nhau nữa, không phải là hát để tỏ tình với nhau nữa. Ý tôi muốn nói là gì? Nếu như chúng ta thay đổi cái bối cảnh của di sản đi, đồng thời với việc là chúng ta đang thay đổi cái chức năng xã hội cũng như là cái vai trò xã hội của di sản đó. Vậy thì nếu chúng ta nhìn và ứng xử với di sản bằng cái góc nhìn của người ngoài cuộc, thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến di sản ở những cái góc độ như thế. Từ khi tín ngưỡng thờ mẫu được vinh danh đến nay, thì từ hồi đó đến giờ thì tôi cảm nhận được là cái biến tướng của cái việc hầu đồng rất là nhiều. Nhiều những cái giá người ta hầu nó rất là phản cảm, đến nỗi mà chúng tôi là những người hàng ngày giữ lửa cho mẫu cũng cảm thấy trong lòng rất là đau lòng. Trong những người quản lý những cái tín ngưỡng này này, nó cũng phải có một cái lời nói và một cái biện pháp nào đấy để trực tiếp mạnh dạn để xử lý những cái trường hợp mà làm sai trái, làm biến thái, lệch chuẩn của một số người đang thực hành cái tín ngưỡng này. Chúng ta làm sao bảo tồn cái di sản đó ở trong cái không gian sinh tồn của nó, để nó luôn luôn có cái đối thoại giữa di sản với cuộc sống, là một bài toán rất khó mà chúng ta cần phải được quan tâm. Đây nó đã là di sản quốc gia, nó đã là di sản của thế giới. Thế thì anh phải có cái khung pháp lý để bảo vệ nó chứ. Thứ hai nữa là gì, là bản thân những cái nền tảng pháp lý đối với lại tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam ấy mà, thì chúng ta cần phải xem lại và kiện toàn nó để làm sao đấy, để có cái khung. Tôi nghĩ rằng là các nhà lập pháp sẽ phải mệt mỏi hơn, dày công hơn, đầu tư nhiều hơn vào để mà tạo ra một khung pháp lý để có thể bảo vệ được các di sản văn hóa phi vật thể nói chung và cái di sản, cái thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ nói riêng. Trước đây thì cái cách tiếp cận về trong quản lý văn hóa là chúng ta thường là đưa ra các cái quy định hạn chế khi mà nhận thấy những cái yếu tố tiêu cực trong cái quá trình thực hành di sản. Tuy nhiên, công tác quản lý về văn hóa và lễ hội, cụ thể là đối với thực hành tín ngưỡng thờ mẫu ở Việt Nam, đã có rất là nhiều tiến bộ đáng kể trong những năm vừa qua, đặc biệt là nỗ lực của Bộ Văn hóa và các chính quyền địa phương trong việc đưa ra các cái hướng dẫn thực hiện trong cái quá trình mà thực hành. Cái biện pháp có thể thúc đẩy được chính là tạo cái cơ hội cho cộng đồng tuyên truyền, truyền dạy, qua đó công chúng cũng như là những người thực hành hiểu được các cái giá trị của di sản này, thay vì chúng ta có những cái cách tiếp cận phiến diện hoặc là cấm đoán. Trong nhiều năm qua, để mà giải quyết vấn đề này thì UNESCO đã phối hợp với lại chính phủ các quốc gia thành viên thực hiện một chương trình nâng cao năng lực toàn cầu. Tại Việt Nam thì chúng tôi đã tiến hành các cái khóa tập huấn này, đào tạo này, rồi các hội thảo, qua đó lại giúp cho các cơ quan quản lý ở cấp trung ương, địa phương cũng như là các nhà nghiên cứu có thể hiểu một cách chính xác cái công ước 2003 để có thể chia sẻ với lại công chúng rộng rãi hơn nói chung. Chúng ta đang phát động cái công cuộc phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó di sản văn hóa là một nguồn lực rất quan trọng để phát triển công nghiệp văn hóa. Và lâu nay thì tất cả các địa phương mà có di sản ý,
kể cả vật thể và phi vật thể, họ đều tận dụng cái nguồn tiềm năng này để phát triển du lịch. Vậy thì giữa cái thực hành di sản và cái trình diễn di sản ấy, tôi nghĩ là nó một cái gì đó rất mong manh. Chúng ta chỉ cần bước hơi lệch đi một tí là chúng ta đã đi qua cái thực hành di sản. Vậy thì để phát triển du lịch cũng như để góp phần vào cái việc phát triển công nghiệp văn hóa thì trình diễn di sản và biểu diễn di sản nó có được thực hiện hay không? Và nếu được thực hiện thì nó sẽ thực hiện theo một phương cách như thế nào để chúng ta vừa gìn giữ được những cái di sản, gìn giữ được không gian thực hành nhưng chúng ta vẫn có thể thu hút được du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa. Về cái khía cạnh này thì tôi lại xin phép kể một vài câu chuyện. Giả sử nếu như đặt chúng ta ở vị trí những người chưa biết gì về then, về thực hành then của người Tày Nùng Thái, mà chúng ta được tiếp cận với lại cái kỷ lục hôm trước là 1.000 người hát then và giới thiệu rằng đây chính là di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, thì chắc chắn rằng là cả chị cả tôi đều cho rằng a, hóa ra đây là di sản then của đồng bào Tày Nùng Thái, vân vân. Nghĩa là phải có một người phụ nữ đứng trên bục cao sân khấu làm nhạc trưởng để điều khiển toàn bộ 1.000 người ở dưới hát. Và chúng ta không hề biết di sản then cần phải diễn sướng trong một không gian tâm linh như thế nào. Nghĩa là chúng ta đang cung cấp một cái nhìn sai cho du khách. Cũng tương tự như thế, quay trở lại câu chuyện của Huế của năm 2023. Nếu như chúng ta chỉ được tiếp cận với lại những nghệ nhân thực sự, những người nắm giữ và thực hành di sản văn hóa phi vật thể, thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt, họ đi lại trên sân khấu trong trang phục của các thánh và chúng ta được giới thiệu rằng đây là thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt, thì chúng ta sẽ hiểu, chúng ta sẽ coi di sản này đấy là di sản có thể đang được trình diễn trên sân khấu. Chúng ta không hề biết đến không gian thiêng của nó, chúng ta cũng không hề biết những cái điện, những cái phủ với toàn bộ những cái giá trị mỹ thuật ở trong các cái kết cấu kiến trúc chẳng hạn. Và chúng ta cũng hoàn toàn không thể biết được câu chuyện lịch sử liên quan đến tín ngưỡng thờ mẹ này. Vậy thì cũng giống như câu chuyện kỷ lục 1.000 người hát then, những người tổ chức đang cung cấp một cái cách nhìn chưa thật sự đúng đắn và đầy đủ cho khách du lịch về di sản văn hóa phi vật thể. Chưa nói đến đấy là những di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh. Quay trở lại với câu hỏi lúc nãy của chị, thì tôi có một câu chuyện như thế này. Nếu như chị lên đến rừng thông Bản Áng của Mộc Châu thì chị sẽ lập tức chị được nghe, giới thiệu và được gợi ý đến xem một cái nghi lễ mà đồng bào gọi là nghi lễ hết trá hay là lễ cầu may mắn. Đấy là một nghi lễ mà theo hiểu biết của tôi, khi tôi tiếp cận với hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể, hồ sơ khoa học của di sản để đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thì đấy là một nghi lễ cầu may mắn và nó có những cái tục lệ, những cái kiêng kỵ riêng. Ví dụ như là phụ nữ có thai, phụ nữ đến tháng thì không được xem nghi lễ đó, không được tiếp cận với nghi lễ đó. Thế nhưng trong số tất cả những khách du lịch mà đến xem thì chắc chắn rằng ban tổ chức không thể nào họ sàng lọc được trong số các đối tượng đến xem là có những ai mà phạm húy hay không. Thế cho nên là có thể nó sẽ gây ra những cái hệ lụy đối với chính họ hoặc đối với chính cộng đồng, những người mà đang thực hành nghi lễ hết trá. Bởi vì đấy là nghi lễ thiêng mà, có thánh mà. Thế thì câu chuyện này nó cũng giống như câu chuyện ở lễ hội Chò Chám Phú Thọ. Ở trong cái thời khắc thiêng liêng, khi mà ông chủ lễ hô cái câu linh tinh tình phộc và hai người được lựa chọn theo những cái tiêu chí của cộng đồng là họ thực hành nghi lễ thiêng, theo tục lệ chỉ có 3 người được phép xuất hiện ở trong đình và thực hiện những cái nghi lễ đó trước mặt thánh. Thế nhưng mà nếu như chị chỉ cần search trên Google thôi thì chị sẽ thấy rằng là nhan nhản những cái hình ảnh, thậm chí là còn live stream cái đoạn thực hành nghi lễ thiêng đó. Vậy thì khi mà người ngoài tiếp cận với lại những cái nghi lễ thiêng như thế thì bản thân họ có vấn đề gì không, có ảnh hưởng gì không, chúng ta không biết, không có câu trả lời. Quay trở lại đối với cộng đồng cũng tương tự, liệu rằng khi mà cộng đồng để lộ, để cho người thứ tư được vào xem, được vào nhìn những nghi lễ mà chỉ có thánh được chứng kiến thôi, thì liệu rằng nó có gây ra vấn đề gì không? Cũng không biết. Nhưng từ góc nhìn di sản thì rõ ràng là di sản của chúng ta đang bị xâm hại và nó vi phạm cái nguyên tắc đạo đức của Công ước 203 của UNESCO. Đấy là vi phạm cái tính thiêng. Mà trong tất cả các hồ sơ của chúng ta, khi mà đệ trình UNESCO, chúng ta đều phải cam kết khi xây dựng hồ sơ thì chúng ta tôn trọng những cái tính thiêng, những cái tục lệ của cộng đồng. Khi cộng đồng không đồng ý cho chúng ta tiếp cận thì chúng ta sẽ không tiếp cận. Tôi nghĩ rằng là từ hai góc độ, một là góc độ công nghiệp văn hóa và thứ hai là góc độ phát triển du lịch. Từ góc độ công nghiệp văn hóa, tôi cho rằng là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái chất liệu của di sản văn hóa phi vật thể để chúng ta hình thành nên những tác phẩm. Bởi vì tác phẩm ở đây thì tôi nghĩ rằng là rất là đa dạng.
Thế nhưng không nhất thiết là phải đưa tất cả những cái di sản của chúng ta lên trên sân khấu để mà biểu diễn. Bởi vì có những thứ như chúng ta vừa đề cập, đó là có những thứ nó mang tính chất thiêng liêng. Nó phải được thực hiện ở trong những cái thời điểm thiêng, ở những không gian thiêng, vân vân. Khi mà chúng ta đưa lên sân khấu như thế, tất nhiên di sản nào cũng thế thôi, đưa ra khỏi bối cảnh của nó, đưa ra khỏi không gian của nó, đưa ra khỏi cộng đồng của nó, từ góc độ di sản sống thì đó không còn là di sản nữa rồi, mà đó đã là biểu diễn rồi. Thế nhưng mà để mà có thể khai thác nó phục vụ công nghiệp văn hóa thì từ cái thiện ý của tôi thì tôi cho rằng là mình có thể sử dụng những chất liệu của di sản. Và những thứ mà chúng ta không thể mang lên để thực hành ở trên sân khấu thì cũng có rất nhiều cách để chúng ta giới thiệu và chúng ta quảng bá, chứ không nhất nhất là phải đưa hết lên trình diễn. Tôi chỉ lấy ví dụ đơn giản như là đối với thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ, nếu như khăn áo mà một số những người ở trong cộng đồng, những nghệ nhân, những đồng thầy, mà đặc biệt là có cả những nghệ nhân nhân dân, là những người rất hiểu biết về di sản, rất am hiểu về di sản, có kinh nghiệm lâu năm trong việc thực hành di sản, họ phản đối, họ cho rằng là áo là thể hiện cho thánh, thế cho nên là không thể nào đưa áo, khăn tùy tiện lên sân khấu. Thậm chí là gì, với họ còn không được phép gọi là quần áo mà phải là khăn áo. Tôi nghĩ rằng là có rất nhiều cách để mà giới thiệu. Có thể là chúng ta đưa những thước phim quay từng giá đồng và có cái lời thuyết minh đến giá đồng nào thì là vị thánh nào và phải đi theo khăn áo nào. Thì đấy là những cái thước phim trung thực mà chúng ta quay ngay tại đền phủ, hay là chính là không gian thực hành của di sản văn hóa phi vật thể này. Còn đối với phát triển du lịch cũng tương tự. Hiện nay có rất nhiều những di sản văn hóa phi vật thể của chúng ta, như tôi vừa đề cập là nghi lễ hết trá và nhiều di sản khác, được mang ra để phục vụ khách du lịch theo đúng nhu cầu của khách du lịch, chứ không phải là theo mong muốn của cộng đồng. Và theo cái hiểu biết của khách du lịch về di sản, chứ không phải là theo hiểu biết của cộng đồng về di sản của họ. Bởi vì khi họ mang di sản của cộng đồng mang ra để phục vụ cho khách du lịch thì đương nhiên rồi, họ phải đáp ứng được đúng nhu cầu của khách. Thế thì đã bao giờ chúng ta đặt câu hỏi là cộng đồng có đồng ý để cho mang tài sản ở trong nhà của họ ra để phục vụ một bên thứ ba như thế hay không? Thế cho nên là phục vụ du lịch, tôi nghĩ rằng đấy là điều rất là tốt, cũng rất là quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội cho địa phương, và quay trở lại nó cũng phục vụ cho phát triển cộng đồng. Tuy nhiên, nếu như chúng ta có được những cái thông tin cung cấp cho cộng đồng một cách đầy đủ về việc họ sẽ đưa di sản của họ như thế nào, dưới hình thức nào, ở mức độ nào để khoe với khách du lịch và để biến nó thành những cái sản phẩm hàng hóa để bán cho khách du lịch. Tất nhiên là với sự hiểu biết một cách rất là đầy đủ cho cộng đồng, chứ không phải là như trong câu chuyện của lễ hội chào chám mà tôi vừa trao đổi với chị. Đấy là bác cứ cho chúng cháu quay phim đi, ngày mai bác được lên TV, ví dụ như thế. Thì đấy là cái sự cung cấp thông tin nhưng mà không đầy đủ cho cộng đồng, dẫn đến cái hiểu biết cũng sai lệch của cộng đồng đối với việc ứng xử với di sản của họ. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là điều rất là đáng tiếc. Từ đầu đến giờ chúng ta đang bàn đến những cái hạn chế, những cái tiêu cực mà khi chúng ta vận dụng vào lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể để trình diễn hoặc là để biểu diễn hoặc để thực hành. Tuy nhiên thì nó cũng có một cái mặt tích cực nào đấy, tôi nghĩ là cái mặt quảng bá về cái di sản văn hóa phi vật thể nó vẫn được lan tỏa ra đối với khách du lịch, đối với cả công chúng. Nhưng mà tôi đồng quan điểm với chị ở một lĩnh vực, đấy là không phải di sản văn hóa phi vật thể nào chúng ta cũng đưa lên biểu diễn hoặc là trình diễn trên sân khấu. Chúng ta phải lựa chọn cũng như là chọn lọc. Nguyên nhân mà cả tôi cả chị đều thống nhất với nhau đấy là do cái nhận thức của cái người làm văn hóa là một phần, và cái tiếng nói của những cộng đồng nắm giữ di sản, cái tiếng nói của họ quá yếu ớt để chống đối lại những cái vai trò của cái người quản lý về văn hóa. Đâm ra nó mới xảy ra những cái hiện tượng như vậy. Tôi muốn nhấn mạnh về cái vai trò của người quản lý về di sản văn hóa như chị cũng như là Cục Di sản Văn hóa, hoặc là vai trò của những nhà nghiên cứu, thì họ đóng vai trò như thế nào trong cái việc này? Tôi nghĩ rằng là đúng là vai trò của các nhà quản lý cũng như các nhà nghiên cứu là rất quan trọng. Bởi vì khi mà nhà nghiên cứu đúng thì cung cấp được những cái thông tin đúng cho cộng đồng nói chung để hiểu biết về di sản, cũng như là hiểu biết về cái cách thức mà chúng ta ứng xử với di sản. Thế còn đối với những nhà quản lý thì bản thân chúng tôi, thực ra chúng tôi cũng đang trình nghị định về quản lý di sản văn hóa phi vật thể sau khi được ghi danh, nghĩa là ở hai mức độ là được UNESCO ghi danh và được đưa vào danh mục quốc gia di sản văn hóa phi vật thể. Tại dự thảo nghị định thì chúng tôi cũng đưa ra những cái nguyên tắc về thực hành di sản văn hóa phi vật thể,
Bởi vì nỗ lực của chúng tôi là mong muốn bảo vệ được cái quyền của cộng đồng, quyền cộng đồng chủ thể di sản trong việc quyết định những yếu tố nào mà họ cần được bảo vệ, những yếu tố nào mà họ có thể phát huy, cũng như là cái mức độ mà họ sẽ phát huy. Tất cả những cái khía cạnh này ấy, thì Công ước 203 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO đã đề cập rất là cụ thể, cũng như là trong những cái nguyên tắc đạo đức về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Và chúng tôi cũng cố gắng là trong dự thảo nghị định cũng như là dự thảo luật, chúng tôi nội luật hóa được những cái quy định này để làm sao để thống nhất giữa luật di sản văn hóa của Việt Nam và những văn bản dưới luật, chung với lại tinh thần của công ước quốc tế mà chúng ta tham gia. Mà ở đây cụ thể ở góc độ di sản văn hóa phi vật thể, đó là công ước 203 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Rõ ràng việc Việt Nam tham gia công ước của UNESCO không chỉ giúp cho chúng ta có nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của di sản văn hóa đối với sự phát triển của đất nước, mà còn góp phần vào việc hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến di sản văn hóa. Vậy thì nhờ sự tham gia công ước của UNESCO về bảo vệ các di sản văn hóa ấy, thì theo tiến sĩ chúng ta đã rút được ra những cái bài học như thế nào? Chúng ta có quyền tự hào bởi vì chúng ta là một trong những cái nước tham gia công ước 203 rất là sớm. Và cho đến nay thì UNESCO luôn luôn đánh giá rất là cao những cái kinh nghiệm của Việt Nam trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Cụ thể đấy là chúng ta có luật di sản văn hóa. Trong luật di sản văn hóa thì chúng ta có nguyên một chương đề cập đến bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Chúng ta có những nghị định về phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú. Chúng ta cũng có những nghị định về chính sách đối với nghệ nhân. Tuy nhiên hiện nay thì chúng ta mới chỉ dừng được chính sách đối với các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp và hoàn cảnh khó khăn thôi. Thì đấy cũng là điều kiện thực tế mà chúng ta chưa thể hoàn thiện được. Ngược trở lại thì Việt Nam khi tham gia vào công ước được cọ sát với những quốc gia thành viên khác trong những quốc gia mà tham gia vào công ước 203 thì chúng ta cũng học hỏi được rất nhiều từ kinh nghiệm của các nước. Tôi lấy ví dụ như trước đây khi mà chúng tôi chuẩn bị xây dựng Nghị định 62 về phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thì chúng tôi cũng học hỏi được rất nhiều ở các quốc gia láng giềng như là Nhật Bản, như là Hàn Quốc. Họ có một cái hệ thống gọi là hệ thống báu vật nhân văn sống thì chúng tôi cũng học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm để đưa vào Nghị định 62 của mình. Và những sự kiện mà UNESCO tổ chức thì việc chúng ta tham gia như là các cuộc họp Đại hội đồng Công ước 203 hay những cuộc họp của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 203 thì rõ ràng rằng là mỗi lần đi họp thì chúng ta được học hỏi rất nhiều những kinh nghiệm về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Thuật ngữ di sản sống cũng tương tự, chúng ta dần dần cũng phải phổ cập hơn để cho mọi người hiểu hơn về khái niệm di sản văn hóa phi vật thể hay là di sản sống. Thêm nữa, đấy là việc chúng ta tham gia vào Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 203 với tư cách là một trong 24 quốc gia thành viên. Đây là lần thứ hai chúng ta tham gia vào ủy ban. Thứ nhất là sự đánh giá của các quốc gia thành viên đối với lại vai trò và vị thế của Việt Nam. Và thứ hai cũng là cơ hội để cho chúng ta tiếp tục học hỏi những kinh nghiệm của quốc tế. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ đã tham gia chương trình Góc nhìn văn hóa của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, di sản văn hóa phi vật thể chỉ được bảo tồn tốt nhất khi được thực hành trong không gian của nó. Thế nhưng di sản chỉ sống được khi nó được thực hành thường xuyên và phải được quảng bá rộng rãi. Vậy nên, với những nội dung mà chúng tôi vừa trao đổi trên cần được bổ sung cập nhật trong luật di sản văn hóa sửa đổi với những quy định phù hợp. Bởi lẽ khi Việt Nam là thành viên tích cực của UNESCO nhưng nhiều quy định trong luật di sản văn hóa không đầy đủ tương thích với các công ước thì sẽ gây ra những khúc mắc trong quá trình thực hiện, thậm chí đánh mất đi di sản trong bối cảnh xã hội ngày càng biến đổi mạnh mẽ. Chương trình Góc nhìn văn hóa tuần này của chúng tôi xin tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.